Tuyên bố trên đài phát thanh RTL của Pháp trong ngày 26 tháng 8, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo quân đội Pháp sẽ chính thức chấm dứt các chiến dịch di tản tại Afghanistan vào đêm từ 6 ngày 27 tháng 8. Các chuyến bay cuối cùng rời khỏi Afghanistan sẽ dành để di tản các nhân viên ngoại giao và lực lượng đặc nhiệm Pháp được gửi tới Afghanistan đầu tuần trước. Theo thông tin được ông Jean Castex công bố kể từ khi thực hiện chiến dịch di tản từ ngày 16 tháng 8, một ngày sau khi lực lượng Taliban nắm quyền tại Afghanistan, Pháp đã di tản được trên 2.500 người khỏi quốc gia Nam Á bao gồm các công dân Pháp và hàng nghìn công dân Afghanistan trong diện được Pháp bảo trợ. Mặc dù thừa nhận vẫn còn nhiều người trong diện cần di tản bị kẹt lại, nhưng Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng lực lượng quân đội Pháp buộc phải rút đi do các điều kiện an ninh và hậu cần không đảm bảo, vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa là Mỹ sẽ rút hết 6.000 quân bảo vệ sân bay Kabul. Tuy nhiên, ông Jean Castex khẳng định Pháp cam kết triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch di tản, thông qua hợp tác với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Tương tự Pháp, chính phủ Đức trong ngày 26 tháng 8 cũng ra thông báo đã chấm dứt tất cả các chuyến bay di tản từ Kabul. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Annegret Kramp-Karrenbauer, chuyến bay di tản cuối cùng của quân đội Đức đã hạ cánh xuống thủ đô Tashkent của Uzbekistan trong chiều ngày 26 tháng 8, chỉ ít giờ trước khi diễn ra hai vụ đánh bom khủng bố tại sân bay Kabul. Về các bước đi tiếp theo, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết, nước Đức sẽ tiếp tục các nỗ lực đưa những người Afghanistan trong diện được di tản ra khỏi quốc gia Nam Á càng sớm càng tốt. <laughs> Chúng tôi đang xúc tiến thảo luận với các nước láng giềng của Afghanistan để có thể đưa công dân Afghanistan vượt qua biên giới nước này một cách an toàn và đến các đại sứ quán của chúng tôi ở các nước này. Ngày 28 tháng 8 này, tôi sẽ bay đến khu vực và gặp các đồng nghiệp ở Tajikistan, Uzbekistan và Pakistan. Cùng lúc đó, tôi cũng đã nói rõ rằng chúng tôi đã đề nghị trợ giúp các nước láng giềng của Afghanistan đối phó với các vấn đề nhân đạo phát sinh từ khủng hoảng Afghanistan. Ngoài Pháp và Đức, một loạt các nước khác tại châu Âu cũng ra thông báo chấm dứt chiến dịch di tản tại Afghanistan. Tuy nhiên tại Anh, phát biểu sau cuộc họp khẩn để bàn về hai vụ đánh bom khủng bố tại sân bay Kabul, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước Anh quyết thực hiện các chuyến bay di tản đến phút cuối cùng, tức là hạn chót 31 tháng 8 khi quân đội Mỹ rút quân tôi vừa chủ trì một cuộc họp khẩn và kết luận đưa ra là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thực hiện chiến dịch như đã đề ra một phần lớn những người trong diện cần di tản đã được đưa ra khỏi afghanistan các lực lượng quân đội ngoại giao nội vụ cảnh sát biên giới của chúng tôi tại đó sẽ tiến hành mọi việc nhanh nhất có thể để tận dụng những giây phút cuối cùng